Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của SmartShop. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta update cái firmware cho Android TV Box S6 thông qua tool trên PC. Toàn bộ những cái phần việc của chúng ta sẽ làm việc trên máy tính và một chút trên cái thiết bị. Thế nên bạn cần chuẩn bị ở đây đó là một chiếc Android TV Box S6, một cái đầu cáp có hai đầu giống nhau để chúng ta kết nối máy tính với cả Android TV Box, và sau đó là một cái tool cũng như là link firmware. Thì ở đây trên cái trang web của smartshop.vn đã có bài viết, các bạn có thể tải. Tại cái bài viết này chúng ta sẽ có link tool này, link cái firmware ở đây, các bạn tải về. Sau khi tải được rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Sau khi mà tải về xong thì chúng ta sẽ có một cái thư mục như này. Đầu tiên các bạn cài đặt cái USB Burning Tool ra, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt, nhấn vào nó và cài đặt giống như thông thường những cái phần mềm trên PC thông thường mà thôi. Sau khi mà cài đặt xong thì các bạn copy cái folder license này vào C Program File x86, các bạn chọn vào Amlogic, các bạn chọn vào USB Burning Tool, các bạn paste nó vào đây. Sau khi mà paste xong, chúng ta đã xong với cái phần việc cài đặt cái USB Burning Tool này rồi. Bây giờ thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái icon USB Burning Tool ở đây. Đây chính là cái tool để chúng ta tiến hành update firmware cho cái chiếc Android TV Box S6. Đầu tiên các bạn chọn vào file Import Image đó, sau đó các bạn chọn đến cái đường dẫn mà chứa cái file firmware mà các bạn đã tải về. Ở đây thì mình đã vứt tất cả vào cái desktop trong một cái folder Android TV Box đó, các bạn chọn vào đây, sau chúng ta chọn vào tới cái firmware này, đợi cái tool này nó check. Như vậy là đã xong rồi. Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ tiến hành lật cái đằng mặt sau lên. Thì mặt sau này nó sẽ có một cái nút để chúng ta có thể tiến hành reset. Nhưng mà trước đó thì các bạn phải cắm một cái dây USB hai đầu. Một đầu để các bạn cắm vào Android TV Box. Android TV Box thì sẽ có hai cái đầu USB để bạn cắm. Thì cắm vào đầu nào? Các bạn chú ý là chúng ta sẽ cắm vào cái đầu nó cạnh với cả cái cổng AV này. Đó, chúng ta cắm vào một cái đầu trên Android TV Box này. Sau đó thì một cổng còn lại chúng ta đặt ở cái trạng thái chờ. Bây giờ quay trở lại với phần mặt sau của cái Android TV Box này thì chúng ta sẽ nhấn nút reset, sau đó chúng ta mới cắm cái cáp đầu còn lại vào PC. Vậy thì có hai cái lỗ cắm để reset ở đây, vậy thì chọn cái lỗ nào? Thật ra chỉ có một lỗ reset, nó là cái lỗ mà nằm gần với cả cái thẻ nhớ SD card này đó. Thì các bạn chọn cái lỗ đó để chúng ta dùng một cái tăm hoặc là một cái gậy gì đó mà nhỏ để chúng ta có thể cắm vào nó và chọn cái vị trí ấn. Các bạn ấn thử xem, nó sẽ kêu tạch một cái, tức là đó là cái phím bấm ở trong của nó, và chúng ta nhấn giữ nó, sau đó chúng ta tiến hành cắm cáp đầu còn lại vào PC. Như vậy là trên máy tính của mình đã nhận. Sau khi nhận thì các bạn có thể bỏ cái đầu mà bạn đang giữ trên reset ra, kéo dưới chúng ta thấy có một cổng nhận rồi này. Đó, nó đã báo là nhận thành công. Sau khi nhận thành công, các bạn nhấn vào Start để cho cái tool này bắt đầu nó update firmware cho cái Android TV Box S6 của mình. Thời gian up chắc khoảng độ 5 phút, các bạn kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy là quá trình up firmware cho chiếc Android TV Box S6 đã thành công. Các bạn nhấn vào Stop. Như vậy là xong rồi. Sau đó thì các bạn tiến hành cắm các cái cáp cũng như là cổng nguồn vào để chúng ta sử dụng như thông thường. Trong cái lần sử dụng đầu tiên này thì Android TV Box S6 sẽ khởi động mất khoảng 5 phút. Các bạn kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy là SmartShop đã hướng dẫn xong cho các bạn cách chúng ta up firmware cho Android TV Box S6 thông qua tool trên PC. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.